Đây là thành phẩm ổ qua và khế. Ở nhà chồng sáng lên vườn hái được miếng đã ghê không? Ổ qua nhà chồng không ăn để nó hư, nó ấy mà người. Kiểu mình lâu ngày không hái á, lười lên sân thượng á. Cái này là giống rừng nè. Mọi người có thú trồng rau, trồng cây không? Tứ là hay trồng á. Kiểu nhà mình tự trồng tự ăn. Đây. Đã kia chưa? Để thúi để chín đó nè. Không hái á. Hái là để chín hết. Nhiều lắm cả nhà. Mùa mưa này mọi người có thả dây là có ăn à. Mình do mình không phân không thuốc á, giờ là già rồi mình không hái là để nó mai lại chín á. Sáng mà lên đây mọi người thấy trời chim nó bay quá trời luôn. Nó con chim á. Nè. Coi nè. Để hai chiếc. Trồng rau nó cũng là một cái thú vui, xả chết rất là tốt. Nhiều khi đi làm về cái nhìn thấy ngắm rau ngắm đồ của mình cũng thích nữa. Rồi nó cứ kẹt luôn. Nó kẹt luôn. Bây giờ nó ra mấy được rồi. Mà nó chín mẫu qua mà người chồng lại ăn hoài luôn á. Ở đây thôi. Đây. Có cái màu xanh thì không nhìn ra được đó. Wow. Vậy chứ mình không hái là nó già. Trời ơi nó đau quá trời luôn. Qua vô. Đây. Quá trời. Trời ơi, cái trái bụi dòng thấy này ha. Ui. Đây có ổ qua nè cả nhà, quay vô thành phẩm ổ qua. Đủ nóng được anh chưa? Qua đi coi nha. Mùa này mưa rau ra quá trời. Rồi tiếp theo hai khế nè cả nhà. Cây khế này nha. Trời quay vô cây khế cho cả nhà coi cây khế. Nhỏ xíu mà trái nè. Trời ơi. Mày trồng tới mấy cây lần vậy? Hai cây này trước nha. Đây khế nè. Khế ơi là khế. Bởi đừng có nói là nhà tôi không có diện tích, nhà tôi chật. Mọi người quan trọng là mình có chịu trồng không thôi. Góc nhỏ nào cũng có hết trơn á. Nó ra hoài luôn á. Cái khế này á, cứ vài tháng là nó ra. Tha hồ mà ăn. Trời ơi. Xíu xuống mình chơi mọi người coi cây nhãn nha mình. Nhãn trong sân thượng mà cũng có trái nè. Nho thì mọi người biết rồi ha, cứ hái một lần mà mấy ký nho luôn á. Hồi trái nè. Quay vô khế nè. Đó, qua cây này nha, cái khế bên trong này. Trời ơi, trái này còn bự khổng lồ luôn. Đây, hết hồn chưa? Đâu nè, lá lốt nè, lốt thơm nè, quá trời. Cái mồng tơi nhà này mọi người được không? Cái này trồng cho lùi ăn là còn cải, để cho lùi ăn. Wow, thành phẩm khế nè, xuất sắc. Chắc mọi người ăn xem mọi người cũng sẽ cảm thấy da đó, mọi người cũng sẽ thấy rất là thích đúng không? Đây. Đó. Nhiều lắm. Đi vòng vườn là có đầy đủ rau ăn nè. Giới cho mọi người coi cái cây nhãn nha. Nhãn này nhãn đỏ. Đây.
có tin được không? Trái nhãn nè, đây không phải vài ba trái đâu nha, đây cái cây của nó bay lớn thôi nè, mình trồng nè mà nó ra trái nè, chùm chùm luôn đó, thấy chưa, quá xuất sắc vậy đó nữa, chắc cũng được mấy chục trái ở đây nè đó, đã liền cả nha. Ủa mấy cái tắc này nó bị xệ rồi. Là cái nho đang mùa nó ấy lại. Rồi, quay với cái nhà bằng đó. Bye bye.